Hello, xin chào anh em đến với channel của mình. Trong video của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn luận về hai nhân vật mới của phiên bản 4.4, đó là Xian Yun và Gia Minh. Sáng nay cùng Ron và anh em thì mình cũng đã được sở hữu cả hai nhân vật với tổng thiệt hại là tầm đâu đó khoảng 3 củ và cũng đã được trải nghiệm từ sáng tới giờ rồi. Do đó thì trong video của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cảm nhận đầu tiên ở ngày đầu tiên về hai nhân vật này cho anh em xem cái ngưỡng sức mạnh nó có thể đạt được nhá. Đầu tiên nhân vật chính mà nhiều người quan tâm nhất đó chính là bà cò Xian Yun. Thì trước khi mà được ra mắt thì có lẽ nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là nếu không có Xiao thì có nên roll nhân vật này hay không? Bởi vì nhân vật này là hỗ trợ gia tăng sát thương tấn công đáp và chúng ta chỉ có Xiao là DPS tấn công đáp mà thôi. Nhưng mà sau video này thì chắc là mọi người sẽ có cái nhìn khác. Trước khi chúng ta nói đến tấn công đáp thì hãy nói về một điểm cực kỳ quan trọng, đó là khả năng hồi máu toàn đội. Hồi ngay lập tức một cái lượng lớn và hồi theo từng đợt. Đây là cái điểm khiến cho bà cò kết hợp với Furina cực kỳ tốt. Với Furina cung mệnh thấp thì chúng ta thường hay gặp vấn đề là khi kết hợp với một nhân vật hồi máu toàn đội thì cái nhân vật đấy nó không kết hợp tốt với DPS chính. Thì bây giờ khi mà Furina chơi với Xian Yun ấy thì chúng ta sẽ vừa hồi máu tích stack cho Furina được này, vừa có thể gia tăng sát thương cho DPS chính một cái lượng rất là lớn. Do đó thì mình thấy là hai nhân vật này kết hợp với nhau nó rất là mượt mà luôn. Chưa kể là Xian Yun cầm xét phong thì có thể giảm thêm kháng thủy nữa. Ok, đó là khả năng hồi máu. Tiếp theo đó là khả năng gia tăng sát thương cho DPS. Xian Yun thì sẽ có 3 khả năng về mặt hỗ trợ sát thương. Đầu tiên đó là buff tăng tỷ lệ bạo kích cho tấn công đáp tối đa là 10%. Thứ hai là tăng sát thương tấn công đáp. Và thứ ba đó là giúp nhân vật nhảy cao hơn. Từ đó có thể khiến nhân vật đó thi triển đòn tấn công đáp nó dễ dàng. Hay là chúng ta còn gọi là giả lập Xiao. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ chơi cho mọi người xem cái team của Xiao để anh em có thể thấy được là sức mạnh của Xiao nó sẽ diễn ra như thế nào nếu mà kết hợp với Xian Yun nhé. Với cái team của Xiao thì mình đang chơi là 3 phong. Faruzan cũng là support cho DPS hệ phong, Xian Yun cũng thế, tấn công đáp và Xiao. Thì ở trong cái team này các bạn có thể thấy đó là Faruzan này, Xian Yun và Xiao. Thì nó cái sức mạnh của nó đều liên quan đến kỹ năng nộ, do đó thì nó sẽ cần trang bị hiệu quả nạp tương đối là nhiều. Và cái việc mà mình kết hợp ba con hệ phong với nhau thì nó sẽ thoải mái hơn trong cái vấn đề nạp. Và chúng ta có thể hạ cái hiệu quả nạp của các con nhân vật này xuống. Ví dụ như ở Xian Yun ấy thì mình sẽ không cần phải trang bị vũ khí hiệu quả nạp nữa. Mà thay vào đó là mình có thể trang bị sách rồng. Từ đấy thì mình có thể bắp thêm tấn công cho Xiao. Ở đây thì đánh con chim tương đối là khó chịu. Mình đánh nó gần chết rồi nhưng mà cũng không nỡ bật nộ lên. Bởi vì bật nộ thì nó lại... sang phòng xong lại không có nộ mà cũng chỉ đánh được nó 1-2 phát là nó chết rồi. Nói chung là các nhân vật liên quan đến nộ mình thấy nó cũng chơi nó cũng khá là khó khăn. Ở cái phòng số 2 thì chúng ta sẽ gặp quái đông. Từ đây thì anh em sẽ thấy được đó là khi mà cái bắp tấn công đáp của Xian Yun ấy thì nó chỉ được một con thôi. Một con dính sát thương nhiều, còn lại mấy con xung quanh thì nó chỉ dính một lượng sát thương bình thường. Đấy, có con thì 129, có con thì chỉ có 87 thôi. Đó, con thì 71. Anh em thấy không? Nó sẽ có cái sự chênh lệch khi mà có cái buff của Xian Yun. Thì mình thấy là nếu mà chơi thì chúng ta đánh thiên về đánh boss thì nó sẽ khỏe hơn. Với cái buff tấn công đáp này. Sát thương của mình gây ra là 130. Thực ra thì Xiao của mình thì mình không build nhiều anh em ạ. Xiao của mình thiên phú nó chỉ là 9 thôi. Faruzan cũng chỉ là level 80. Nên là đây nó chỉ đến cái ngưỡng này thôi. Mình đoán là anh em nào khỏe hơn thì có thể lên được tầm 140, 150. Còn nick của mình thì chỉ được tầm 130. Nhưng mà như thế cũng tương đối là mạnh rồi nhờ. Thường thì nó rơi vào khoảng đâu đấy khoảng 100, 101. Còn có nhân vật này thì nó thành 130. Thì đấy là khi mà mình đi với Xiao. Đi với Xiao thì đánh quái đơn nó khỏe, đánh quái đông thì mình thấy nó cũng không quá khỏe đâu. Với lại khi mà đi với Xiao ấy thì cái lợi thế của Xian Yun đó là nó là nhân vật pháp khí. Pháp khí thì có thể cầm được sách rồng. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp với các nhân vật khác bằng cách là trang bị set thành nhân vật phong để giảm kháng. Tuy nhiên thì mình chưa có đồ phong nên là mình chưa thử được. Mình vẫn đang dùng set mic tấn công thôi.
Sang cái đoạn tiếp theo thì mình sẽ chơi với Hu Tao để cho anh em xem thử là nếu như mà cò mà kết hợp với một nhân vật khác không phải là Xiao thì nó sẽ như thế nào, liệu cò có phải là nhân vật chỉ dành riêng cho Xiao hay không. Ở cái team của Hu Tao thì mình vẫn chơi với hai con thủy thôi, hai thủy Furina, Zelan, Xianion. Như vậy là chúng ta có 3 nhân vật đều có khả năng gia tăng sát thương cho DPS. Cò thì vẫn không cầm xét phong anh em nhé. Hu Tao thì chọc và tấn công đáp thì chúng ta đã gặp ở cái con boss cách đây mấy kỳ lăng hoàn rồi. Mình vừa tấn công đáp được 200k. Cái sự khác biệt của Xiao với lại Hu Tao đó là Hu Tao có thể bốc hơi được, còn Xiao thì không anh em ạ. Do đó thì cái lượng sát thương của Hu Tao gây ra thì mình cảm giác nó còn khỏe hơn cả Xiao ấy anh em ạ. Đây, phát cuối này. 2562. Sang phòng số 2 thì chúng ta sẽ gặp được một tên quái có 2 con. Còn lại là toàn quái đơn thôi. Công nhận là kỹ năng của bà cò nhảy nhìn nó nghệ thật. Để mình xem nào, 111. Ui, tấn công đáp 200. 225. 181. Hu Tao của mình thì mình đầu tư nhiều hơn là Xiao, thiên phú 10, còn Xiao thì thiên phú chỉ là 9 thôi. Chưa kể là bắp la hoàn cho toàn HP nữa. Hai trăm và 130, 213. Sang phòng số 3 thì mình quyết định là mình sẽ không trọng kích nữa, mà mình sẽ chỉ dùng tấn công đáp của Hu Tao thôi, để xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Một trăm chín mươi chín này, 178 này, 185 này, 186 à, 242, 200. Bay nửa cây máu rồi anh em ạ. Rồi tiếp tục nào. 200. 222. 198. 204. 216. Căng nhờ. Những cái pha mà máu của Hu Tao nó tuột xuống dưới 50% ấy thì những cái pha đấy sát thương nó nhiều lắm. Ok, thì đó là mình đã cho anh em xem thử là nếu như mà Xianion kết hợp với một con nhân vật khác ngoài Xiao thì nó sẽ như thế nào. Nó cũng ra gì phết anh em nhỉ. Xiao thì nó không phản ứng được, hệ phong thì nó chỉ là khuếch tán thôi. Còn Hu Tao hề hỏa thì nó lại bốc hơi được. Tương tự thì đi lúc cũng thế, đi lúc cũng có thể kết hợp như thế này được. Hoặc là những con mà nó có đính kèm sát thương nguyên tố ở trên đòn đánh của nó ấy thì nó có thể kết hợp được với Xianion, chứ không phải chỉ riêng một mình Xiao đâu. Lợi thế của nhân vật này là nhân vật hệ phong nên là có thể cầm thêm set bóng hình. Sau đó thì mình thấy là Xianion thì tương đối là đa dụng, chứ không hẳn là quá bó buộc vào một DPS tấn công đáp như là Xiao đâu, mà nó con nào cũng có thể tấn công đáp được khi mà kết hợp được với nhân vật này. Ok, như vậy thì tổng kết lại thì với nhân vật bà cò thì mình thấy là có khá nhiều ưu điểm. Thứ nhất là khả năng hồi máu toàn team này. Hồi máu toàn team ngay tức thời và hồi máu toàn team mà theo thời gian. Sau đó thì có thể kết hợp với Furina cực kỳ nó ăn khớp với nhau. Cái thứ hai đó là khiến cho các nhân vật khác nó có khả năng chơi theo kiểu tấn công đáp khỏe hơn khi mà đối đầu với những cái khiên như là khiên nham, hay là chúng ta có thể có cái lối chơi nó đa dạng hơn, hay ho hơn, đỡ bị nhàm chán hơn trước. Sau đó thì nếu như mà các bạn đang phân vân giữa Nahida và bà cò thì mình vẫn khuyên là các bạn nên lấy Nahida trước, bởi vì Nahida nó dễ chơi hơn và nó chơi nó cái team nó cơ bản và khỏe hơn rất là nhiều. Còn bà cò thì có lẽ là nó sẽ thiên về những anh em nào mà chơi lâu rồi, có nhiều nhân vật rồi và các bạn đã quá chán với những cái lối chơi cũ thì các bạn lấy Xianion về. Bất cứ nhân vật nào của các bạn cũng có thể đổi mới lối chơi, như thế thì các bạn chơi game nó sẽ hay hơn. Nhân vật này thì có lẽ là mình cũng không có gì để chê anh em ạ. Mình chỉ chê một cái là mình bị lệch tốn thêm tiền thôi. Còn anh em nào mà roll được thì chúc mừng, bởi vì sắp tới chúng ta có thể có nhiều cái lối chơi mới liên quan đến tấn công đáp của Xianion. Ví dụ như là đi lúc này, catching này, hay là Sino này, vân vân.
Tiếp theo thì hãy chuyển qua Garmin, nhân vật 4 sao mới mà mình thấy là cũng rất là hấp dẫn. Khi mà chơi với Garmin thì mình sẽ kết hợp với bên Net, tại vì Garmin thì nó sẽ cần hỗ trợ nạp đến từ support để có thể thi triển được kỹ năng nộ nữa. Do đó thì mình sẽ không thể chơi như là team của chúng tao được, là Zenlan Furina, mà mình phải chơi với Bennett Furina. Thì ở đây có một cái rất là hay nhé, đó là Garmin có thể kết hợp với cung bình 6 của Bennett. Thì khi mà bật kỹ năng nộ của Garmin ấy, thì cái triệu E nó sẽ được hồi liên tục, kỹ năng nguyên tố được hồi liên tục. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái khoảng thời gian chết khá là dài. Sau đó thì mình có thể kết hợp với cái đòn đánh tấn công đáp của Garmin ở trên cái nền quy của Bennett. Lúc đấy thì tấn công đáp nó cũng tạo ra sát thương nguyên tố hỏa luôn. Tuy nhiên thì Garmin của mình thì mình chưa đang đánh thường, nên là cái đòn tấn công đáp nó cũng không được mạnh. Với lại là cái đòn tấn công đáp của tấn công thường ấy thì nó sẽ yếu hơn là cái đòn tấn công đáp của kỹ năng nguyên tố. Dù sao thì mình thấy là cách chơi đấy nó cũng khá là hay. Tuy nhiên thì cũng cần phải đầu tư khá nhiều tài nguyên để nâng thêm đánh thường nữa. Và cũng khá là đắn đo khi mà các bạn sẽ phải nâng thêm cung mệnh 6 của Bennett. Ở đây thì mình đã nâng lâu lắm rồi. Đấy, combo nhìn khá là hay. E tấn công đáp, sau đấy nhảy lên, đánh thường tấn công đáp. Liên tục. Garmin của mình thì đang chơi là cung mệnh 0. Thiên phú của kỹ năng nguyên tố là 9, đánh thường không nâng, kỹ năng nộ cũng không nâng. Thì nó chơi được phòng số 1 và phòng số 2 thôi, còn sang phòng số 3 thì tương đối là đuối anh em ạ. Tại vì phòng số 3 thì Furina không thể hỗ trợ sát thương được. Chơi thì nhìn nó cũng hay, tuy nhiên thì chơi nhiều thì mình thấy là tương đối là chóng mặt với cái kiểu chơi tấn công đáp này. Nhìn chung thì về hai nhân vật mới của ngày hôm nay mình thấy tương đối là ok. Bà Gò thì có thể mở khóa thêm lối chơi cho nhiều nhân vật mà các bạn đang sở hữu này. Garmin thì cũng có khả năng chơi tấn công đáp rất là hay. Garmin thì đáp liên tục, còn Hu Tao thì có thể trọng kích rồi đáp. Với những con khác thì có thể đáp liên tục. Đấy, rất là nghệ luôn. Tuy nhiên thì bản thân là nhân vật 4 sao nên là nếu mà muốn chơi Garmin thì có lẽ các bạn phải kiếm cung mệnh của nó thật là cao thì chơi nó sẽ thoải mái hơn. Bây giờ cung mệnh thấp thì sát thương của nó cũng chưa được quá nhiều đâu. Ok, thì theo anh em thì anh em thấy hai nhân vật của ngày hôm nay như thế nào? Rất là tuyệt vời đúng không? Mọi người có thể chia sẻ cảm nhận về Garmin và Xianyun bằng cách là comment ở phía dưới nhé. Và nếu như các bạn có các mẹo hay là cách build hay ho về nhân vật này, hai nhân vật này thì cũng hãy chia sẻ với mọi người luôn để mình với mọi người cùng tham khảo. Video của mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đừng quên ủng hộ cho mình một like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye!